Vấn đề giảm mỡ sau sinh được rất nhiều chị em phụ nữ quan tâm, và đặc biệt là đối với những chị em sau sinh nhưng vẫn đang trong thời kỳ nuôi con bằng sữa mẹ, chúng ta sẽ cần một sản phẩm vừa không chứa các hóa chất độc hại như là paraben mà vẫn an toàn cho cả mẹ và bé. Tanato lúc này chính là sự lựa chọn thông minh dành cho bạn. Kết cấu dạng gel sinh nhiệt và làm ấm giúp kích thích hệ tuần hoàn cho làn da tươi trẻ, mịn màng. Với thiết kế đầu lăn 360 độ, ứng dụng phương pháp Shitasu với 12 cầu gai lớn, 9 cầu gai dẹt giúp bảo hòa phần mỡ và phân tách chất béo, hấp thu chất và cải thiện bề mặt da, hạn chế rạn và giảm chảy xệ. Chiết xuất từ tinh dầu gừng, tinh dầu chanh xả, sữa ong chúa và nhân sâm Hàn Quốc, đóng vai trò tái tạo, phục hồi cấu trúc da chảy xệ, thiếu săn chắc do ăn kiêng, sâu sinh, đốt cháy mỡ thừa và làm giảm mỏi cơ, tăng cường năng lượng. Nhưng đừng quên hãy kết hợp việc tập luyện thể dục thể thao và ăn uống điều độ để có một kết quả tốt nhất. Hãy nhanh tay đặt mua hàng với giá ưu đãi bằng việc click ngay vào đường link ở phía bên dưới nhé.